Việc chào quý vị và các bạn nha. Việc chia sẻ cho quý vị và các bạn một đôi lo của hãng Antec Lenxin. Về chất âm của Antec Lenxin thì mình không cần bàn cãi nữa, quá đẳng cấp rồi. Bây giờ việc đo kích thước thùng nha. Chiều sâu kích thước thùng là 29, chưa tính e căng, nếu e căng thì chắc nó hơn 30. Và chiều ngang, ngang là 36,5. Và chiều cao là 58,5. Đúng quý vị và các bạn. Rồi, ở đây thì tấm e căng màu đen, có cái tem bằng tái lan xin. Đó. E căng này thì cái xương e căng bằng mũ, nha quý vị và các bạn, bằng mũ. Rồi, cái tấm e căng bên đây cũng còn cái tem bằng tái lan xin. Thùng gỗ lạng nha quý vị, thùng gỗ lạng nặng. Đó. Và đôi lo này thì ba đường tiến quý vị và các bạn, ba đường tiến. Đây, để việc đứng xa một tí để quý vị và các bạn xem cái cấu hình nha, ba đường tiến. Một bát, một chung và một chép chút xíu nữa thì việc sẽ tháo ra để quý vị và các bạn xem thử nha. Rồi. Thì cái bát này có đường kính là 26, bát đường kính 26 quý vị và các bạn. Lỗ thông hơi ở phía trước, bát đường kính 26 lỗ thông hơi ở phía trước. Còn ở đây thì hai cái chép giấy ha. Hai cái chép giấy dòng Antec Lenxin thì đa số là chép giấy nha quý vị và các bạn, giấy hoặc còi. Đó. Chép giấy thì mặt ở phía trước là cái này là nhôm. Đó. Rồi. Đây được quay ở phía sau để quý vị và các bạn xem. Đôi này thì hiện tại là được đã test rồi, hàng zin hát tốt. Thùng gỗ rất là đẹp quý vị và các bạn, đẹp và nặng nha. Thì đương nhiên hàng cũ lỗ sỉ mà thì nó cũng phải có chày này nọ nha quý vị và các bạn. Đó, thùng quá. Rồi. Đây. Cái chạm câu lo Antec Lenxin USA gì Okamakiti gì đó. Đó mình không biết quý vị và các bạn, Antec Lenxin Speaker System in USA. Đó, bên đây cũng vậy. Cứ USA là được quý vị và các bạn. Cặp này thì theo việc đánh giá thì hay vượt xa cái tầm giá mà việc chia sẻ đối với quý vị và các bạn. Đó, lo Mỹ mà rơi vào cái dòng lo nổi tiếng nữa. Cái gân này á thì gân zin. Đó quý vị và các bạn. Gân zin. Cái bát cổ hồi xưa họ thấy quý vị và các bạn thấy keo, cái đường keo mà của hồi xưa họ dán nè. Cái keo này ở đây mình không có đâu. Keo dán gần nó quý vị bỏ bàn rồi gì. Rồi bây giờ mời quý vị và các bạn xem nội thất ở bên trong nha. Nãy giờ thì lay quay việc cũng tháo được có cặp bát rồi quý vị và các bạn, còn cái cặp chung và cặp chép này mình tháo không được, lý do là nó sử dụng cái cái vít lục giác này nè, mà cái vít lẻ, cái vít mà để mở cho lo Mỹ này thì mình mất đúng cái con này luôn chứ, đúng con vít là 5-64 này luôn. Cái con phải có con này mở mới được quý vị và các bạn. Còn cái vít mà lục giác mà thường của mình á mở không được, vô ốc này nó không có vừa. Cái này nó phải có một cái loại vít mà chuyên như nè, ví dụ như 1-16 hay là 5-64 đó thì mình mở mới được. Đó. Rồi giờ là thua, bây giờ để vậy luôn. Thì nhìn qua đây thì thấy đây là chép giấy và chung giấy quý vị và các bạn. Đó. Thì được bảo vệ bởi một cái miếng lưới và một miếng nhôm ở phía trước này. Còn đây là cái củ lo quý vị và các bạn, củ lo nhìn rất là đẹp ha. Thì củ lo này số cũng trùng nè, 024548. Còn bên đây thì 024547 là một cặp của nó nha quý vị và các bạn, Antec Lenxin. Con nè, zin quý vị và các bạn. Đó. Ngoài bông tiêu âm rồi này nọ bên trong. Rồi, đeo việc giáp vô quý vị và các bạn. Vì mình không có vít mình mở không được cái chung và cái chép ra quý vị và các bạn. Dòng Mỹ thì đa số nó xài những cái vít lẻ lẻ không à, rất là khó mở. Đó. Rồi, bây giờ bảo đảm cho quý vị và các bạn là zin hát tốt,
và giá cái cặp này Việt chia sẻ với quý vị và các bạn 8.200.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển nha quý vị và các bạn. Thì cái giá này là rất là tốt rồi, anh Tấn là xin bát 25 3 đường tiếng thì 8.200. quý vị và các bạn so với những cái loa Nhật đi, như có nhiều bạn cứ đi mua cái gì Onkyo, Liverpool gì đó, mua cái đâu đó 6-7 triệu bạc mà bát nó có 20, một bát một chiếc đôm không hay đâu quý vị và các bạn. Không phải mình bán hàng là mình bia hàng của mình, mà giữa cái thương hiệu Onkyo mà quý vị và các bạn bát 20 mà quý vị mua tới 6-7 triệu rồi. Còn đôi này bát 25-26 và đường tiếng chỉ có 8 triệu thôi, thì quý vị và các bạn cân nhắc. Rồi, Việt xin kết thúc video tại đây nha.